Cha, đừng đuổi thần tiên tỷ tỷ, bá Nam rất thích thần tiên tỷ tỷ, đừng đuổi tỷ ấy đi. Mẹ, lão gia, ông để mặt bá Nam cho đào đậu thêm một cơ hội được không? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đào đậu vừa vào nhà không lâu đã sỉ nhục bá Nam trước mặt mọi người. Trước mặt chúng ta mà nó còn dám bắt nạt bá Nam, còn tiếp tục như vậy không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Mẹ, nhưng lão gia cũng thấy đấy, bá Nam nói là rất thích đậu đậu. Đau một lần thôi còn hơn là đau khổ mãi. Cha, làm như vậy cũng là muốn tốt cho con. Cha, đó không phải là lỗi của thần tiên tỷ tỷ, là của bá Nam. Bá Nam không muốn cả ngày chỉ ru rú trong nhà, nhìn thấy cha và bá Kỳ ra ngoài. Bá Nam cũng muốn ra ngoài, sau đó nói là cha và bá Kỳ đi mua quà. Bá Nam cũng muốn ra ngoài mua quà, tặng quà thần tiên tỷ tỷ và mẹ. Không phải lỗi của tỷ tỷ, đừng đuổi. Bá Nam, cha, con nghe lời cha, đậu đậu không thể ở lại. Con không, con không muốn thần tiên tỷ tỷ đi. Con không muốn, không muốn, không muốn. Con không muốn thần tiên tỷ tỷ đi. Lão gia, phương trượng ở chùa Hậu Quốc đến rồi. Cái này, cái này này. Cái này này, cái này cũng thế. Phương trưởng đại sư, tiểu nhi không biết là mạo phạm Bồ Tát, may mà không bị trách tội. Đệ tử vô cùng cảm kích, thí chủ khiêm tốn quá. Nếu như không phải là công tử nhắc nhở, tệ tử vẫn còn bị những hàng giả của tiệm châu báu Trường Hào che mắt lừa gạt. Lão nào phải cảm tạ thí chủ mới đúng. Hôm nay lại phải nhờ công tử đi một chuyến, giúp tệ tử phân biệt thật giả, khứ du tồn thanh. Chỉ e là tiểu nhi không đủ năng lực khiến cho đại sư thất vọng. Không đâu, thí chủ nhìn xem, quý công tử trong lòng đã có dự tính. Bá Nam, con phải xem cho kỹ đấy, tuyệt đối là không được nhầm lẫn. Cha yên tâm đi, bá Nam sẽ không nhầm đâu. Cái này cũng là giả. Tiểu sư phụ, cho ta xem những bảo thạch này chút. Sao con có thể chắc chắn những bảo thạch này là giả? Sao con có thể nhìn ra được? Rõ ràng là giả mà, sao ta không thể nhìn ra được? Dùng mắt là nhìn thấy mà. Cha, vậy thường ngày cha dùng cách gì để phân biệt bảo thạch là thật hay là giả? Những hàng giả bình thường nhìn mắt thường có thể nhìn ra được, nhưng những bảo thạch này ta nhìn như thế nào cũng thấy là chúng giống thật. Vậy nên ý của cha là với người trong ngành có kinh nghiệm lâu năm như vậy cũng bị lừa hay sao? Nhưng cha vẫn còn có cách khác. Lão Đinh, những bảo thạch giả chính là những hòn đá được nhuộm màu. Đây là giấm trắng. Miếng bảo thạch sau khi bị giấm trắng bào chế, màu sắc của miếng bảo thạch thật sẽ không thay đổi, nhưng bảo thạch giả chỉ có một lúc sau sẽ nhạt màu. Nhạt màu rồi. Viên đá bỏ đi. Bá Nam đoán đúng rồi, những thứ này quả nhiên chỉ là hòn đá. Bá Nam, không ngờ sau khi con bị thương vẫn còn có thiên phú này.
giống với gia gia của con lúc còn sống, có khả năng là phân biệt bảo thạch thật giả. Tư chất của ta thật kém quá, vẫn không thể tìm được bí quyết đó. Ông trời thật không công bằng với con. A-di-đà-phật, sớm biết hắn có bản lĩnh này, ta nhất định có thể dựa vào hắn để phát tài. Cẩn thận, bà Nam thiếu gia, bà Nam cẩn thận, đừng đụng vào thiếu hoa kê của tôi. Thiếu hoa kê là để cho bà Nam ăn đúng không? Lão gia nói bà Nam thiếu gia lập được công, nên đặc biệt là dặn thiện phòng làm món khiếu hoa kê mà ngài thích ăn nhất. Thật sao? Thật tốt quá. Đa tạ cha, đa tạ mẹ, đa tạ cái gì, mau ăn đi. Thần tiên tỷ tỷ thì ăn cùng đi. Đậu đậu, nào, cha trách nhầm con rồi. Cha không nên chưa hỏi rõ ngọn ngành đã quở trách con. Con tha thứ cho cha có được không? Nào, cha kính con một chén. Cha, hôm nay con thấy không được khỏe. Con về phòng trước, mọi người cứ ăn đi nhé. Thần tiên tỷ tỷ không vui rồi. Không có, con mau ăn đi. Khi cha còn sống đã từng nói thiên phú của nó rất lớn. Sau này những chuyện quan trọng nhất định nó sẽ phải gánh vác. Nhưng thật sự không ngờ đến nay thiên phú của nó vẫn vậy. Tuyệt đối không phải là người thường. Bất luận đã trở thành như thế nào, nó mãi mãi vẫn là con trai của chúng ta, không phải sao? Tại sao mỗi lần nghĩ ra cách nào đó là điều bị hắn phá hoại? Lẽ nào mình thật sự phải ở đây, phải ở bên cạnh tên ngốc đó suốt đời hay sao? Không không, ta không muốn, ta không muốn. Hét mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi. Nhiều bảo thạch như vậy sao? Thần tiên tỷ tỷ thích không? Thẩm Bá Nam, đừng, đi tránh ra. Thẩm Bá Nam, ta không cần hòn đá của ngươi, đi tránh ra, đi tránh ra. Thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ. Phu nhân, người mau đến xem, đại thiếu gia bị điên rồi. Đại đại, đừng nói lung tung, đại thiếu gia sao có thể điên được chứ, con không nói lung tung đâu. Người không tin nhìn đi. Bá Nam, con đang làm gì thế? Con đang làm bánh hoa quế. Bánh hoa quế, con bảo đại đại đi mua là được rồi. Nào, mau ra đây. Không, con muốn đích thân làm bánh quế qua cho thần tiên tỷ tỷ ăn. Vậy con nói cho mẹ biết đi. Tại sao là phải làm bánh cho đậu đậu ăn chứ? Vì Bá Nam làm cho thần tiên tỷ tỷ giận, nên con phải dỗ dành tỷ ấy. Bá Nam, để Quách ma ma nặng bột giúp con. Con không muốn. Mọi người mau ra ngoài đi. Ra ngoài hết đi. Ra ngoài đi. Bà Nam, ra ngoài. Ra ngoài. Không được vào đây nữa. Bà Nam, không sao đâu phu nhân. Chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Người ta cũng rất muốn ăn bánh hoa quế do thiếu gia làm.
Thần tiên tỷ tỷ. Bá Nam làm món bánh hoa quế mà tỷ tỷ thích ăn nhất. Bá Nam đích thân làm đó. Thần tiên tỷ tỷ ăn chút đi. Thẩm Bá Nam, ngươi đang làm cái gì thế? Bá Nam khiến cho tỷ tỷ tức giận nên Bá Nam làm bánh hoa quế cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ đừng tức giận nữa. Thần tiên tỷ tỷ ăn chút đi, ta không muốn ăn. Thần tiên tỷ tỷ, bánh hoa quế rơi xuống đất rồi, không thể ăn được rồi. Thần tiên tỷ tỷ, Thẩm Bá Nam người ồn ào quá, ra ngoài cho ta. Thần tiên tỷ tỷ ra ngoài. Thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ mở cửa ra đi. Mở cửa ra đi thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ. Không được. Đậu đậu, ngươi phải bình tĩnh. Không được để cho hắn khiến cho mình điên. Thần tiên tỷ tỷ, Thẩm Bá Nam. Bá Nam biết tỷ thích ăn bánh hoa quế nhất, vậy nên Bá Nam tự tay làm. Thần tiên tỷ tỷ mở cửa đi. Thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ. Bánh hoa quế này là do Bá Nam đích thân làm thật đó. Mẹ, Quách Bá Mẫu, cả đại đại, không có ai giúp ta. Ngon lắm. Tỷ ăn bánh hoa quế do Bá Nam làm sẽ không giận nữa. Người cắm mồm lại cho ta. Thần tiên tỷ tỷ. Thẩm Bá Nam, ngươi trèo lên cây để làm gì? Bá Nam biết khiến cho thần tiên tỷ tỷ tức giận nên đã đích thân làm bánh hoa quế cho thần tiên tỷ tỷ ăn. Bánh hoa quế do Bá Nam làm sẽ không tức giận nữa. Ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi xuống đây cho ta. Bá Nam xuống. Thần tiên tỷ tỷ phải ăn bánh đi. Được, ta ăn. Ngươi xuống đây, được chưa? Được rồi. Thần tiên tỷ tỷ, ta biết tỷ sẽ đến đón ta. Thần tiên tỷ tỷ. Ăn bánh hoa quế đi. Ta nói cho tỷ biết, ngươi đừng làm phiền ta nữa. Cái này rất là ngon. Đồ khốn nạn, ta giao chuyện cho tiệm châu báu Trương Hòa cho ngươi giải quyết. Không ngờ ngươi lại làm triều đình phong tỏa. Ta giữ lại ngươi có tác dụng gì? Ngươi đâu có. Lôi ra ngoài cho hắn, cho chó ăn. Hầu gia tha mạng, nô tài đáng chết. Nô tài không ngờ hoàng thượng lại đến chùa Hậu Quốc để dâng hương nên mới xảy ra chuyện lớn như vậy. Tên nhảy con mới làm hoàng đế được có mấy ngày liền không coi cũ gia ra gì. Nếu mà còn tiếp tục như vậy thì không ổn. Vừa rồi ngươi nói là tên nhãi Thẩm Bá Nam phát hiện châu bảo là giả, đúng? Vậy còn quỳ ở đó làm gì? Còn không mau giết hắn cho ta. Dân ạ. Hầu gia, ngài tuyệt đối không được xúc động. Nếu như ngài muốn giết hắn, vở kịch này không thể tiếp tục diễn được nữa. Học trò Tô Tính Nghĩa thỉnh an hầu gia. Tính Nghĩa, bốn hầu gia vẫn luôn mong ngươi trở về. Học trò vừa về liền nghe nói là hầu gia đang tức giận. Còn về chuyện tiệm châu báu Trương Hào, học trò đã nghe nói rồi. Hầu gia ngươi đừng giỏi, học trò có cách khiến cho Thẩm gia muốn sống không được, chết cũng không xong. Hay lắm, mau. Có cách gì, ngươi mau nói cho ta biết đi. Tất cả các người lui ra. Dân. Học trò Tô, bây giờ ngươi có thể nói rồi. Hầu gia đừng vội. Ngươi không vội, ta vội. Chắc là ngươi không biết. Mấy ngày ngươi không có ở đây, bốn hầu gia đen đuổi vô cùng. Hầu gia, còn chuyện gì khiến cho ngài tức giận như vậy? Chẳng phải lần trước ngươi đem hai mỹ nữ từ Tây Dịch về đây cho ta. Hôm nay chơi vui lắm. Nào, thơm một cái. Hầu gia thiếp cũng hôn ngài một cái. Thảo dân to gan, ngài tan hoàng thượng lại dám vui vẻ trong cung. Mắt chó của các ngươi mù rồi sao? To gan lắm. Bốn hầu gia ở đây lẽ nào các ngươi muốn chết? Hầu gia tha tội, đi, nào. Nào. Chỉ
Chính là vì những chuyện nhỏ nhặt này, bốn hầu gia bị cháu ngoại của mình triệu vào cung mắng mỏ một trận, suýt nữa còn lấy cả mạng già của ta. Nếu như không phải là Thái hậu tới đúng lúc, mạng già này của lão gia có lẽ đã xong rồi. Hầu gia cao minh, học trò bái phục. Ta cao minh điểm nào? Người xưa có câu: ý dục thủ chi, tất tiên mạng chi. Hành động này của hầu gia chỉ khiến cho hoàng thượng cho rằng ngài là một hầu gia hoàng đường, say mê hưởng lạc mà thôi. Từ đó đến nay, hoàng thượng đối với hầu gia sẽ mất cảnh giác, không hề phòng bị. Chuyện này đối với âm mưu của hầu gia sẽ vô cùng có lợi như vậy. Nói thì nói như vậy, nhưng chỉ vì chuyện bé tí tẹo này, thằng nhãi ranh đó đã dám cầm kiếm rượt đuổi đòi giết ta chạy khắp điện. Nghĩ lại, mẹ ruột của nó chỉ là một mỹ nhân giai dế thấp kém, vì đắc tội với tiên hoàng nên phải chết. Là vì ta thấy cô ta đáng thương mới khuyên muội muội của ta không có con đem nó về để nuôi dưỡng, nó mới có được ngày hôm nay. Nhưng ta không hề ngờ tới thằng nhãi ranh này lại dám sỉ nhục ta trước đám đông. Cục tức này nói như thế nào thì cũng không thể nhịn được. Thù này không báo, ta không cam lòng. Xin hầu gia bớt giận. Học trò vừa từ Giang Nam đặc biệt chuẩn bị một món hậu lễ cho hầu gia, nhất định sẽ khiến cho hầu gia long tâm đại duyệt. Long tâm đại duyệt. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các ái khanh miễn lễ bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Tính Nghĩa, bộ long bào này của ngươi từ đâu mà có? Bổn hầu mặc rất là vừa, rất thoải mái. Bẩm hầu gia, bộ long bào này là học trò đặc biệt tìm một nhà mai giang tô làm thủ công. Tổng cộng dùng tới 1.000 người con gái đang tuổi cập kê và 1 vạn tấm vàng sợi. Làm liên tục trong vòng 3 năm mới hoàn thành. Thảo nào bổn hầu gia ngửi thấy là mùi hương con gái trinh nữ trên chiếc long bào này. Đúng rồi, Tín Nghĩa, ngươi có nghe nói tới chuyện tổng binh Quảng Hải Ninh, 10 mấy người nhà Dương Hiệp Quân bị sát hại hay không? Được, làm tốt lắm. Ái Khanh lần này vào cung chắc chắn là mọi chuyện đã có sự chuẩn bị. Hầu gia An Binh, trước khi học trò vào kinh, đã thỉnh giáo Trương Chân Nhân ở Long Hổ Sơn. Trương Chân Nhân nói chỉ cần hầu gia tìm được di vật trước khi Minh Thái Tổ đăng cơ, thì có thể hội triệu quần hùng, thảo phạt thôn quân, giành lấy thiên hạ. Di vật trước khi Chu Hồng Hổ đăng cơ, đó là thứ gì? Nghe nói vật này là khi Chu Hồng xuất gia khỏi Hoàng Giác Tự, phương trưởng chủ trì từng tặng cho hắn một trục quyển. Có được trục quyển, tất sẽ có được thiên hạ. Có được trục quyển, tất sẽ có được thiên hạ. Đúng vậy ạ. Thế nên những năm nay học trò không ngừng cố gắng, chính là muốn hầu gia có được vật báo này. Hôm nay, bây giờ thì sao? Ngươi tìm thấy rồi ạ. Cung hỷ hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Nhiều năm như vậy, cuối cùng học trò cũng nghe ngóng được tin tức của vật này. Ở đâu? Vạn Bảo Trai. Vạn Bảo Trai. Cha, ông không sao chứ? Ông bình tĩnh, bình tĩnh. Không sao. Dư thần y không phải đã nói với ông rồi sao? Không được đau buồn quá, cũng không được vui vẻ quá, sao ông lại quên thế? Nguyệt Nga, bà cũng qua đây nghe. Con rể bảo bối của chúng ta rất có tiền đồ, chỉ cần nhìn được cái nó đã nhận ra bảo thạch ở chùa Hộ Quốc là giả. Thật sao? Không phải là bà thích cầu thần khấn Phật hay sao? Không nỡ ăn chẳng nỡ mặc, để dành bao nhiêu tiền bạc đều quyên góp cho miếu. Lần này thì hay rồi, mất cả chì lẫn chài. Câu này không được nói. Bồ Tát, Bồ Tát, con xin lỗi. Tướng công con ăn nói hồ đồ, ăn nói hồ đồ, không được nói như vậy.
Đậu Đậu, sao lần này bá Nam không về cùng con? Chàng ấy... Chàng ấy... Đúng vậy, tại sao lại không về cùng? Chàng ấy chẳng phải là cũng giống cha đang nằm trên giường sao? Nó làm sao? Có chỗ nào khó chịu à? Con nói nhưng cha không được mắng con. Con lại gây quả rồi. Chuyện này không thể trách con. Là hắn đần độn. Con bảo là chàng bắt hồ điệp, chàng không cẩn thận bị trẹo chân. Con bé này, bá Nam đang chuẩn bị để cho năm sau đi thi. Con phải cổ vũ nó thường xuyên đọc sách thì mới đúng, còn sai nó bắt hồ điệp. Con cũng muốn tốt cho chàng. Nếu không, ngày ngày đọc sách đến não cũng trở nên ngốc nghếch, cũng giống như cha ấy. Không biết lớn nhỏ, con nhắc lại chuyện sai lầm của cha. Lần này trở về, con hỏi xem bá Nam đang đọc sách gì. Và còn nữa, lúc nào về thì cầm mấy bài văn chương của bá Nam viết gần đây để cha xem. Bây giờ quan trọng nhất không phải là xem văn chương, mà là nghỉ ngơi cho khỏe, có đúng không? Con xem con kìa, về lâu như vậy rồi mà không nói với mẹ câu nào, chỉ toàn là nói chuyện với cha con. Nào, qua nói chuyện với mẹ đi. Được rồi, nói chuyện với mẹ con đi. Ông nằm xuống đi, đỡ cha con đấy. Chậm thôi, chậm thôi. Chùa Hộ Quốc và hoàng gia có mối quan hệ sâu xa. Mấy đời hoàng tộc đều khâm tử nội nhu, nặng tượng Phật bằng vàng. Lần này Phương Trượng Đại Sư nhờ Giảng Bảo Trai chúng ta xây dựng Phật quan cho họ. Đây chính là vinh quang của Giảng Bảo Trai chúng ta. Bá Kỳ, chuyện này cha sẽ giao cho con giám sát. Con tuyệt đối là không được lơ là. Con biết rồi cha. Đợi khi chùa Hậu Quốc gửi ngân lượng đến, con sẽ sai người đi mua vật liệu. Làm ngày làm đêm, nhất định sẽ không để lỡ ngày. Không cần đợi chùa Hậu Quốc phát ngân lượng. Lần này toàn bộ chi phí chúng ta chi trả. Cái gì chúng ta chi trả toàn bộ à? Cha, toàn bộ chùa Hậu Quốc to nhỏ lớn bé cũng đến hơn 100 khu. Nếu như tất cả chúng ta đều chi trả thì nhân công vật liệu sẽ tổn thất một lượng bạc rất lớn. Chỉ tại là bá Nam làm loạn một phen, làm hại Giảng Bảo Trai của chúng ta lần này tổn thất nặng nề. Bá Kỳ, làm kinh doanh phải nhìn xa trông rộng, không được chỉ thấy cái lợi trước mắt, biết chưa hả? Chùa Hậu Quốc và tự viên hoàng thất, đại ca con không những vạch trần được tiệm châu báu trường hào, đánh tráo thật giả, hơn nữa còn được Phương Trượng Đại Sư trọng dụng. Chuyện này đối với danh tiếng của Giảng Bảo Trai chúng ta sẽ lên như là diều gặp gió. Con thử nghĩ xem, từ nay về sau còn có tiệm châu báu nào dám bình luận đánh giá châu báu cùng với chúng ta? Cha nói có lý, con hiểu rồi. Vậy thì tốt. Đúng rồi Bá Kỳ, không phiền thì dùng những bảo thạch mà con vừa mua làm mũ cho Phật đi. Cha muốn quần thần ở trong kinh thành cũng được biết đến thực lực của Giảng Bảo Trai của chúng ta. Cha, cha và Bá Kỳ nói chuyện gì, con có thể giúp gì không? Bá Nam, con đã giúp cha rất nhiều rồi. Giảng Bảo Trai của chúng ta không có con cũng không có ngày hôm nay. Cha phải đa tạ con mới đúng. Không cần đâu cha. Được rồi, đợi sau khi Bá Kỳ làm xong Phật quan, con đến giúp Bá Kỳ kiểm định nha. Thế nào gọi là kiểm định? Kiểm định thì có nghĩa là... Không sao cha, con đến giúp Bá Kỳ đóng quan. Đóng quan, đóng quan, huynh làm cái gì vậy? Cha, Đậu Đậu, đồ đạc thu dọn xong rồi chứ? Vậy con phải đi đây. Đợi đã. Cha có cái này cho con. Đa đa. Tiền đa đa của con, cha tìm thấy nó ở đâu vậy? Nó vẫn luôn ở chỗ cha. Ở chỗ cha sao có thể chứ? Con quên rồi sao? Trước đây có người nói là con lớn như vậy rồi còn chơi búp bê giải. Con nhất thời đã dứt nó ngoài cổng. Nhưng cha biết đa đa là bảo bối của con, trong lòng của con nhất định là không nỡ. Đúng vậy, con nhớ đa đa mấy năm nay rồi. Con tưởng rằng con sẽ không nhìn thấy nó nữa.
cảm giác ôm nó ở trong lòng thật là thích. Đây là ai khâu thế? Xấu quá. Nhìn gì chứ? Cẩn thận ta móc mắt ngươi ra. Thần tiên tỷ tỷ, tỷ khóc sao? Chẳng phải do ngươi hại ta sao? Cứ nhìn thấy bản mặt ngu ngốc của ngươi ta lại tức giận. Rửa mặt đi. Ngươi làm cái gì mà ầm ĩ cả lên? Ngươi lại làm cái trò gì thế? Thần tiên tỷ tỷ nhìn thấy mặt ta liền khóc, vậy nên ta che mặt lại. Thần tiên tỷ tỷ sẽ không buồn nữa. Ta bảo ngươi qua đây rửa mặt, ngươi dùng cái này có thể rửa mặt được không? Thần tiên tỷ tỷ đừng tức giận, bá nam tự rửa được. Thần tiên tỷ tỷ, con búp bê này sao lại xấu thế? Hơn nữa y phục của nó mặc cũng rất bẩn. Ngươi mà còn dám nói búp bê xấu của ta nữa, ta sẽ không kể chuyện cho ngươi. Nó tên là Dada. Liên quan gì đến ngươi? Thần tiên tỷ tỷ, hôm nay chúng ta kể chuyện gì vậy? Ngày xưa, có một cặp vợ chồng sinh được một đứa con gái vô cùng đáng yêu. Sống một cuộc sống vui vẻ. Năm mà đứa bé gái được 6 tuổi, cha của cô phải đi vào kinh đi thi. Trước khi người cha đi, ông liền mua một con búp bê vải tặng cho con gái. Ông nói cha phải đến một nơi rất xa, rất xa. Sau này để con búp bê vải này ở bên cạnh con, cũng giống như là cha đang ở bên cạnh con. Vậy nên mỗi lần con gái nhìn thấy búp bê vải đều nhớ đến cha cô. Tiền Dada của ta đâu rồi? Thẩm Bá Nam, Thẩm Bá Nam, ngươi làm gì đấy? Thần tiên tỷ tỷ, búp bê bị bẩn rồi, ta giặt giúp tỷ, ngươi trả cho ta. Ngươi có thù hằn gì với nó sao? Ngươi xem, ngươi làm nó ướt hết rồi. Không phải, ta đang giúp nó. Thẩm Bá Nam, ngươi mà còn dám.
Ngươi... Mẹ, mẹ tìm con sao? Ngươi... Đừng đậu đậu. Ngươi chỉ vì muốn rời khỏi Thẩm gia trang lại dám mưu hại bá nam thiếu gia. Ngươi có phải là người nữa không? Còn nha đầu không có lòng dạ như ngươi. Ta phải đánh chết ngươi, bà già thối. Ta khuyên bà nên dừng lại đi. Cô muốn làm gì hả? Bỏ ta ra. Tiểu thư, cô ta còn dám ức hiếp cả một bà già như ta. Có chuyện gì là cô ta không dám làm chứ? Đậu đậu. Buông mama ra. Không sai. Bắt đầu từ ngày đầu tiên ta bị gả vào Thẩm gia trang, mỗi giây mỗi phút ta đều muốn rời khỏi căn nhà lớn này. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm hại người vô tội, không giống như là một số người nói xấu xa sau lưng người khác. Cô, tiểu thư, con nha đầu này ngày càng vô pháp vô thiên. Đừng nói nữa. Đại đại nói, nó nhìn thấy con đẩy bá nam xuống nước. Tiểu thư, cứ như vậy sớm muộn nó cũng hại chết bá nam thiếu gia thôi. Chúng ta vẫn nên đuổi nó đi đi. Hay lắm, mau chóng đuổi ta ra ngoài đi. Con cầu xin mẹ mau đuổi con ra ngoài đi. Thần tiên tỷ tỷ. Bá nam lại xuống giường rồi. Giảng phu nhân, sau khi cho con uống canh gừng thì phải ngủ một giấc sao? Mẹ, thần tiên tỷ tỷ là người tốt. Mẹ đừng mắng thần tiên tỷ tỷ. Đừng đuổi thần tiên tỷ tỷ, mẹ à. Thần tiên tỷ tỷ. Dạ, dạ. Đợi ta với. Đại thiếu phu nhân. Đại đại, cô làm gì vậy? Bị thần kinh à? Đậu đậu, hôm nay đại đại mập ta sẽ cho cô xem kết cục của việc ức hiếp gia nhà ta. Cô dám đánh lén ta? Sao? Thế nào, cô vẫn chưa phục hả? Nào, cứ việc xong lên đi. Cho cô xem quý phi túy tủ của ta. Giờ tài hái mai, chim ưng bắt gà. Chim ưng đến đây. Thế nào, có chịu phục hay không? Đại thiếu phu nhân, từ góc này nhìn cô thật xinh đẹp. Thế cô có chịu phục hay không? Phục rồi, phục rồi. Thế còn được. Đại thiếu phu nhân ta khát nước rồi. Đại đại đi pha trà cho cô. Nào. Đợi đã. Chỗ này hơi đau. Đại đại đấm bóp giúp cô. Bên này nữa. Đà đà, ngươi bị thương rồi. Nhưng đừng lo, bá bá sẽ trị thương cho ngươi. Sau khi khỏi bệnh, ta sẽ tắm sạch cho ngươi. Thần tiên tỷ tỷ nhìn thấy sẽ rất vui. Thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ. Đưa tay cho ta xem. Đưa đây. Đưa đây.
Đẹp không? Đa đa. Nhanh. 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 Cha. Mẹ. Mẹ. Con gái về rồi. Là kẻ nào nhẫn tâm giết chết mọi người? Là kẻ nào độc ác ra tay với mọi người? Rốt cuộc là kẻ nào? Cha. Mẹ. Con gái nhất định sẽ báo thù cho mọi người.